Hello, xin chào các bạn đã đến với các video giải đáp thắc mắc những gì mình còn nợ. Chào các bạn, mình là thầy Phong hay nó. Cái nào các bạn đã chưa biết hoặc là các bạn đã biết rồi thì hãy nhớ đăng ký kênh của mình, hãy subscribe kênh của mình, hãy ủng hộ mình và hãy tham gia vào group Mê Hát Vô Đây Hết. Ngoài việc comment ở đây thì mình sẽ giải đáp bằng những video cho cộng đồng, cho mọi người. Còn nếu mà các bạn muốn những cái câu hỏi chi tiết hơn về giọng hát của các bạn thì các bạn vô group ở dưới, mình link mô tả bên dưới đó, Mê Hát Vô Đây Hết đó, thì vô trọng các bạn sẽ up những cái video lên, xong rồi mọi người sẽ cùng nhau đóng góp cho các bạn và đóng góp cụ thể vào trong cái giọng hát của mình luôn nha. Rồi xong up video lên các bạn hát á, rồi xong mình cũng vô mình đóng góp luôn, thì lúc đó nó sẽ chi tiết hơn ha. Ok, đây là một cái cộng đồng, cái kênh mình làm để mang tính chất gọi là mình chia sẻ cho nhau, để cho mọi người có những cái cuộc sống âm nhạc vui hơn, hạnh phúc hơn. Ok, rồi. Rồi, và sau đây chúng ta sẽ đi vào giải đáp các thắc mắc cụ thể luôn cho mọi người. Đây là những cái câu hỏi mà cũng khá lâu rồi, bây giờ mình sẽ lôi ra mình trả lời nha. Cũng rất là hay, các bạn có thể xem video và coi rút kết được những cái gì, kiến thức gì cho mình hay không nha. Những cái câu hỏi đều là những cái khó khăn và những cái vấn đề mà có thể chúng ta đang gặp phải đấy. Tiếp theo là thầy của bạn Lốm Xo là biết luôn. Lốm Xo, thầy ơi, em nghe nói lên nốt cao thì dây thanh phải mỏng ra, và làm sao để dây thanh mỏng ra hả thầy, mong thầy giải đáp. Ok, chào bạn Lốm Xo. Xo là gì đó mình không biết. Nhưng mà chào bạn, cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến. Thì lên cao, nghe nói lên cao dây thanh phải mỏng ra. Mỏng hay dày thì nó do cấu tạo cơ thể thôi, tập luyện thì cái gì nó mỏng hay dày ra. Mình nghĩ là bạn không nên quá quan trọng là bị dây thanh mỏng hay dày. Mỏng hay dày phải lôi nó ra coi, kiểm tra rồi bao nhiêu mỏng mm. Thì mình thấy cái những cái vấn đề đó thì nó quá là âm thanh học, nó quá là cấu tạo học, cái gì nó ghê gớm quá rồi. Khi mình học một cái gì đó, mình không phải là chuyên môn, mình không phải là những nhà chuyên gia chuyên về nghiên cứu ABCD cái gì đó, mình chỉ là bình thường đó, mình học để cho vui, học để cho biết mà sao hát. Cuối cùng là hát hay mới là cái cốt lõi, cái chủ yếu. Thì các bạn đừng quá quan tâm về cái những cái kỹ thuật, kiến thức vì nó sâu xa quá. Trên nền tảng làm sao có thể giúp các chúng ta, mỗi người chúng ta đây có thể hát hay hơn, có thể hạnh phúc hơn, có thể vui hơn khi cầm cái micro lên hoặc là đứng thể hiện một cái bài karaoke nào đó tại gia, vân vân. Thế thôi, hoặc là hát hay hơn để trở thành một ca sĩ này và nọ, rất gì và này nọ. Ok nha, các bạn đừng có suy nghĩ nó gì cao quá, dây thanh có mỏng hay dày, mình theo nghề nghĩ là không quan trọng ha. Ok, đây theo mình là vậy, không có quan trọng nha các bạn. Còn ví dụ là khi bạn mới hát nốt cao thì cái quan trọng nhất là bạn phải biết là cái lý do tại sao, chúng ta phải biết lý do tại sao nốt cao nó được hình thành trong cơ thể của chúng ta, chứ không phải là do cái dây thanh. Nốt cao được hình thành khi sao, tại sao người ta có cái gọi là giọng chest voice, giọng head voice, giọng mid voice, rồi giọng whistle sáo đấy. Hình những cái nốt cao hay là những cái nốt thấp nó được hình thành là tại sao người ta đặt là những cái tên đó, là bởi vì âm thanh được tạo ra ngay chỗ đó, voice là giọng đó, nó được tạo ra bởi những khoảng vang và sự tác động của hơi thở. Còn cái việc mà dây thanh của chúng ta mỏng hay dày thì nó quá nhiều thứ, nên khi các bạn muốn hát cao thì các bạn sử dụng hơi thở của mình tác động vào các khoảng vang để tạo nên những nốt cao. Ví dụ đây, nếu bạn tạo chép vôi thì thường nó sẽ tạo ra những cái âm thanh thấp. Khi bạn tạo nên mid vôi, mid trên gương mặt của mình, là nó lên tới chán rồi nè, thì mình sử dụng sang chán, là sử dụng sang má, là mình sử dụng sang hàm, sang cằm á. Thì sử dụng hết cái mặt gọi là xoang mặt. Đó. Rồi khi mà bạn muốn cái giọng của mình nó cao hơn nữa, hoặc là nó đúng với tôi là
mình sử dụng giọng ốc á. Giọng ốc thì đừng nó tạo nên những cái hết, khi mà những người ta nói cái giọng ốc là giọng người ta cũng đã cao rồi, chứ đừng có nói là vì chúng ta hát cái giọng đó, hát nó cái giọng đó là chúng ta hát cao rồi đúng không? Đó thì cái đó là do khi mà hơi thở chúng ta tác động vào các khoảng vang trên 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 cơ thể thì nó tạo nên những nốt cao. Vậy thì bạn phải tập về hơi thở à, thứ nhất là bạn phải tập về hơi thở, chúng ta phải tác động vào các khoảng vang để tạo nên những nốt cao. Thường thường là sang mid voice là tạo nên nốt cao, xoang đây cũng nó cũng khá cao đấy. Rồi bắt đầu các bạn cao hơn nữa thì sử dụng bạn bạn lên xoang sang má sang mũi, đúng không? Lên cao nữa là xoang trán, và lên cao nữa là xoang ốc là hit void đó. Đó thì cái đó là cái mà chúng ta nên quan tâm, là tập sử dụng hơi thở và tập sử dụng một hơi thở một cách khéo léo, một cách tinh tế để tác động vào các khoảng vang tạo nên nốt cao. Ok nha, đừng có quan trọng cái việc là thanh đế mỏng hay dày, mỏng hay dày, câu chuyện đó là câu chuyện đó là âm thanh cái gì, cấu tạo cơ thể gì nó sâu xa quá. Chừng nào bạn moi, bạn bạn là bác sĩ bạn moi cái cục đó bạn ra bạn đo mili, mỏng là mỏng so với ai, dày là dày so với ai, đúng không? Mình sinh ra giọng mình mỏng nè, bản chất nó là như vậy rồi đó. Nên đừng có bạn mình đừng có xem trên mạng xem nhiều thứ quá, cuối cùng bạn là bạn muốn trở thành một nhà khoa học ha, đúng không? Nghiên cứu về âm thanh thôi đừng như vậy, đơn giản thôi, xem các video của mình cực kỳ đơn giản, đi tới đi lui nó nội dung nó cũng chỉ bao nhiêu đó thôi, bởi vì mình đã trải qua cái quá trình đó nhiều rồi, trải qua cái quá trình gọi là nghiên cứu đủ điều, rồi cuối cùng chốt ra vấn đề là nó những cái vấn đơn mình nên tổng hợp lại cái nào quan trọng nhất mình xài. Đó là nguyên lý 80-20 đó các bạn. Nguyên lý 80-20 là tập trung vào những yếu tố quan trọng để đạt nên cái sự thành công của mình, còn những yếu tố không quan trọng dẹp bỏ qua bên, đỡ mất thời gian, đỡ mất công sức, và đem đôi khi nó làm hoảng loạn chúng ta không đạt được thành công, hoặc là chúng ta không hát được những cái nốt cao mà chúng ta mong muốn. Ok ha bạn đừng khoa học quá, ok đơn giản thôi, xem các video của mình đơn giản lắm, hơi thở khoảng vang khẩu hình miệng hát đi cho vui nào xong hết nhiều đó thôi à, chứ đừng có nghiên cứu sâu xa quá nha. Ok à, ok câu hỏi tiếp theo của bạn lại tiếp tục là bạn lốn ít ho, lốn ít ho là cái gì đó à, mình không hiểu. Ok bạn nào hiểu thì bạn comment dưới cho mình nha. Với câu hỏi tiếp theo là cách tập làm sao để vào hít voi thầy ơi. Hít voi là giọng ốc, giọng ốc thì có phía trên và phía sau, cái sọ của mình đó, cái đầu của mình, cái ốc của mình đó thì phía trên đây đúng không, và phía sau đây nó vẫn là cái ốc nè, cái ốc nè, sọ của mình luôn á, chứ đâu không không phải là nó không có đâu nha. Vậy thì lý do mà tôi nói là các bạn là muốn tập hít voi á, thường thường á là các bạn hay đưa ra phía sau và bạn lên trên á, đó cũng là một cái tại vì phía sau đây nè, phía sau đây chúng ta có một cái hàm của chúng ta, hàm trên chúng ta nó có một cái khoảng trống để chúng ta đưa hơi lên. Hoặc đơn giản hơn là bạn nghe cái giọng của Tùng Sơn á, cái giọng của những Tùng Sơn á, thì giọng của Tùng Sơn là giọng hít hít voi á, giọng hít voi của Tùng Sơn á, bạn chỉ cần bắt chước theo cái giọng của Tùng Sơn thôi, rồi bạn nhớ cái cảm giác, bạn nhớ cái cảm giác hít voi trên đây nè, bạn đưa cái hơi thở của mình lên Tùng Sơn. Để giọng hít vôi mạnh hơn thì có bạn chỉ cần mở phía sau ra. Hơi như vậy thôi. Trước mắt là hay ra giọng Tùng Sơn, xong rồi đưa cái hơi thở của mình lên trên cái này là đã lên cao là già hít vôi thôi, rất là dễ dàng ha các bạn, tập thử đi. Không khó gì hết trơn á. Ok nha. Cái bài tập này là cái bài tập mà mình liên kết ha, liên kết giữa chest mid cái đó thì mình rất là nhiều cái đó, mình tính sao. Ok mình vô lại tiếp câu hỏi tiếp theo nè. Rồi
Ok, để mình tích vào. Trả lời rồi. Trả lời. Làm clip hướng dẫn rung giọng đi thầy à, rung giọng mà trời, cái này rung giọng thì có gì đâu mà phải mình phải làm clip. Cái này rất là lâu rồi, các bạn cứ lên YouTube các bạn bấm hướng dẫn rung giọng rất là nhiều người. Ví dụ như ở một cái cao độ mà bạn cảm thấy căng nhất, thấy căng nhất đối với mình thôi. Ví dụ như mình thích cái nốt, mình thích nốt mi 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 bốn, không phải là quá căng nha, vừa phải thôi. Để làm sao cái hơi thở của mình nó được căng. Đó, tập viết rồi quen. Hoặc là ngày xưa mình tập, mình cũng không có cần phải tập theo cái kiểu này, nó hàm lâm, nó hàm lâm học, hàng lâm học, hàng lâm học á, nó bị nhiều quá đó, cho nó quen thôi. Sau đó mình bắt chước ca sĩ nào. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đó, mình tập như mà mình gọi là bắt chước, mà con người nó có khả năng bắt chước của con tắc kè đó các bạn, kinh khủng lắm con két đó. Nên các bạn cứ bắt chước mình, hát hay học không bằng hay hát, nhớ tôi điều đó nha các bạn. Các bạn thích thì bắt các bạn phải cương quyết, các bạn làm cho tới cùng, làm cho tới bến. Đó, tập rồi bắt chước những ca sĩ nào có thể rung được và tập rung rung. Nhưng mà hạn chế một điều, âm nhạc nhạc nhẹ nhạc trẻ ít rung lắm, ít rung, nó rung có chút xíu và bạn chịu nó ngưng là nhiều. À, tôi là cái người mà ngày xưa là cố tình đi tập rung tập cho dữ, rồi cuối cùng một điều rằng là cái rung nó nhiều quá, bị lố áp dụng cái rung đó, nó mất hay. Và cuối cùng là tôi phải giảm chế lại, tôi tập ngân, tôi tập ngân. Đó, mà thật khi áp dụng cái ngân và cái rung mình tập nó, mình tập cái thói quen đó. Nhưng mà ngân nó thời buổi bây giờ nhạc nhẹ là nó ngân nhiều hơn là nó rung. Rung là nhạc cổ điển thính phòng, ví dụ vậy. Cái đó thì nhạc 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 cách mạng, nhạc truyền thống, là nhạc nhạc gì đó, nhạc cổ điển classic đồ thì đó. Còn mấy nhạc trẻ nhạc nhẹ thì dạo này ít rung rồi, ta hát thẳng chữ không, ok cho nó hợp thời đại ha các bạn. Ok rồi, rung giọng ha thì chỉ có như vậy thôi. Bắt chước thứ hai là tập theo cái kiểu trên mạng luôn. Tập hoài, hát hay không bằng nghe hát, hát hoài riết là nó quen. Rồi cái thứ ba, hạn chế hạn chế rung, tập cho biết vậy thôi. Rồi sau đó là sao, bạn hát nhạc gì, bạn hát nhạc thính phòng thì tôi không nói đi, nhạc cách mạng tôi không nói đi, nhưng mà bạn hát nhạc nhạc trẻ, nhạc thị trường, nhạc tình yêu đôi lứa à, thì hạn chế nha, không hạn chế, không nên rung nhiều quá, rung nhiều quá nó bị phản cảm ghê lắm, tôi bị rồi, rút kinh nghiệm nha các bạn. Ok thôi, xong một câu nữa. Ok, bạn B 2000 lẻ tư Takashi rồi luôn, Takashi luôn. Thầy ơi, em có là một bass baritone, khi em đẩy chết lên và kéo lên mid được D5 thì không thể lên được nữa, xin thầy cho em cách để lên cao hơn nữa. Tập hết voi. Tập hết voi lên, tại vì sao? Bạn kéo mid lên D5 là thực sự mà bạn đã lên D5 á, là bạn đã có hát vô trong đó rồi đấy. D5 không thấp đâu các bạn. Nếu các bạn đó, bạn muốn hát chest T mid đúng không? Muốn lên cao được luôn. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó thì bạn phải thứ nhất là tập hát vô đi. Kỹ thuật nó đừng có bị gọi là gặp khuôn. Bạn tôi khuyên bạn tập luôn hát đi mid. Sắp tới tôi làm những cái video chỉ hát đi mid cho các bạn luôn.
ha, khuyên luôn tập hết đi. Đi tập luôn, tập luôn hết đi mít luôn. Tại vì kỹ thuật nó không phải, khi bạn hát bạn tập kỹ thuật là một, nhưng bạn hát thì bạn tới 100 lần, 100 cái vấn đề nó xảy ra, nó không, chứ một cái kỹ thuật nó không giải quyết được hàng trăm cái vấn đề, nó chỉ giải quyết được một vài vấn đề thôi. Nên khi mà các bạn hát lên nốt cao, bạn phải sử dụng toàn bộ tất cả kỹ thuật cùng một lúc, all in one, tất cả trong một. Vì vậy những cái kỹ thuật của mình hướng dẫn cho các bạn đều là all in one, tất cả trong một hết, chứ không chỉ là áp dụng một cái kỹ thuật. Chúng ta có một cái thói quen là áp dụng cái chết vào trong cái, vào trong bài hát. No, chết đi cũng no. Đối với những dòng nhạc không sử dụng chết đi được. Chết đi, lộn. Đối với những nhạc không sử dụng chết đi được, sử dụng hát đi thôi mới ra. Đối với những dòng nhạc không sử dụng hai cái đó được, chỉ sử dụng falsetto thôi nó mới ra được cái chất. Đó. Đối với những cái câu hát bắt buộc phải sử dụng balance, mix, ba lăng mít, đọc thích gì đó, ba lăng xì mít á. Thì đó, đó với cái, nó có nhiều cái kỹ thuật mà chúng ta phải all in one và vận dụng cực kỳ linh hoạt vào trong bài hát, để cho nó hay, để cho nó tình cảm, để cho nó feel the beat, ok. Chứ không chỉ. Còn nếu mà các bạn chỉ muốn tập chết ti mít thôi á, thì các bạn sẽ không tiến bộ nổi đâu. Tất cả các bạn nên tập head mid, nên tập head voice. Nó không có tông sơn đó, mình mới nói nãy luôn á. Rồi nó không có tông sơn đó, và cuối cùng ra head đi luôn. Nó rồi đó, tập luôn cả head đi luôn, sau đó tập luôn ba lăng luôn, tập luôn whistle luôn, whistle hơi cao quá. Tập luôn cái gì mà mát fly hết vôi gì đó, kỹ thuật đó. Mình có hướng dẫn cho các bạn luôn kỹ thuật đó. Đó. Tên tiếng Anh mà đọc mệt quá. Mình học trong trường, học thanh nhạc trong trường á, là cái giọng bụng rồi giọng ốc rồi giọng ngực, rồi giọng giọng pha, rồi giọng giả thanh. Tự nhiên sau khi một cái quá trình cái internet rầm rộ lên trên mạng, cái bắt đầu các bạn học được bên nước ngoài, các bạn qua bên cái kênh YouTube á, các bạn học được bên ngoài, các bắt đầu bạn chơi toàn tiếng Anh không, chúng đầu như loạn. Ok, nước ngoài hay, mình không chê nha, nước ngoài cực kỳ hay, nó đi trước mình, cái nền âm nhạc nó đi trước mình cả mấy chục năm, cả trăm năm, nên mình học hỏi là tốt. Ok, rất là hay. Rồi nha, muốn lên cao là phải tập head voice, tập luôn head đi miss, tập luôn kỹ thuật, tất cả những kỹ thuật khác, chứ không chỉ có chết. Chết nó là nền thôi, nó là nền tảng thôi. Bạn kéo, càng kéo nó lên là bạn càng tắt thở, nó phải kết hợp. Giọng hát bây giờ là kết hợp, bây giờ là sống, muốn sống được là phải đa dạng hóa. Không chỉ bán một thể loại mà bán tất cả những thể loại có thể bán được thì mới qua được cái mùa corona này, đúng không? Giống như tôi đâu có chỉ là dạy thanh nhạc đâu, tôi làm đủ thứ chuyện hết trơn á. Tôi mở phòng thu âm nè, rồi tôi làm về quảng cáo truyền thông, tôi làm tùm lum tùm la hết, chứ tôi phải chỉ có một cái thời chỉ lại thanh nhạc thì tôi mới sống được. Chứ cái mùa corona gì, muốn tao muốn hát tốt, muốn thành công được trong cái mùa corona thành công được thì chúng ta phải đa dạng, và chúng ta phải tập nhiều thể loại, nhiều kỹ thuật và kết hợp nó lại một lúc. Vậy thì xem kênh của tôi nhiều hơn để có thể hiểu được là kỹ thuật all in one là gì, chứ đừng có tập từng cái, các bạn rất mất thời gian. Tôi đưa ra những cái kỹ thuật all in one, tất cả trong một đấy, rồi các bạn tập một kỹ thuật thôi, bạn có được tất cả, và bạn chỉ cần biết kỹ thuật đó, khi bạn hát bạn chỉ cần áp dụng kỹ thuật đó thôi là đủ rồi. Đó, cái hay cái chỗ đó, khi bạn hát bạn chỉ cần áp dụng, mà chỉ cái não bạn chỉ cần nhớ nhiêu đó thôi, bạn đừng có nhớ nhiều. Trời, hơi thở sẽ làm sao, khẩu hình miệng sẽ làm sao, âm thanh sẽ làm sao, chết đi sẽ làm sao, mic vô sẽ làm sao, hét vô sẽ làm... Trời, khùng luôn. Nên nhớ kiểu đó khùng luôn, sao làm sao mà còn đâu là cảm xúc nữa. Ok nha, xem kênh của tôi, cày những cái bài tập của tôi, cày những bài chia sẻ, tư duy các bạn sẽ mở ra, và các bạn hiểu được là muốn hát hay thì hạn chế tập quá nhiều kỹ thuật thanh nhạc, tập đúng, tập đủ. Ok rồi, tiếp tục. Rầu lan man quá, quá lan man, thầy Phong lan man. Xử lý xong một bạn nữa. Ok, còn 2 phút mấy 3 phút nữa mình chơi thêm bạn nữa nha.
Rồi, hát bạn Thế An Bùi có câu hỏi là hát live chat với live mic hát như thế nào vậy thầy? Live chat à, là chat sáng đúng không ạ? Mic sáng đúng không? Thì cái thứ nhất là bạn phải hát được chat. Chat voice. Đúng không? Còn sáng hay không sáng là do cái phần mic voice. Mic voice. Chat voice nó đâu có giúp cho bạn sáng giọng đâu, nó là âm tần số thấp mà nó âm trầm, nó thể hiện cái âm bass, âm dày thì nó đâu có sáng được. Sáng là do cái mặt của mình nè, sáng nó là do mic voice đó. Nó là do mic voice nó giúp mình sáng đó, nên các bạn để ý lại kỹ thuật nha. Về khi mà mình hát một cái, khi mình hỏi một cái kỹ thuật nào đó mình phải hiểu, ok, mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu đó. Là bạn Thế An Bùi nha. Live nếu mà muốn sáng cái giọng á, sáng cái giọng á, thì bạn phải áp dụng mic vào thì nó mới sáng được, có mic trong đó là sáng. Và thứ hai là lực, lực ở đây là cái lực đẩy, cái lực nén, cái lực căng để tạo nên cái khoảng vang. Ví dụ như chat thường thường nếu mà bạn muốn sáng cái chat của mình á, thì bạn sẽ theo, thì bạn sử dụng một cái lực gọi là chat mic đó. Quê tôi bao la bát ngát, dòng sông muôn công suất quê tôi lượn vòng dòng. Quê tôi mênh mông lúa bơi, cỏ bay là lời câu hát ấy à. Đó, đó là những cái chest, mình đang sử dụng chest mic đó. À, chest mic của các bạn này. Nhiều quá, còn giờ thêm live chest, live mic nữa. Còn mic voice thì bản chất của mic voice là sáng rồi, ha. Đó, bản chất của mic voice là giọng sáng. Đó, khi mà chúng ta hát mic voice á, thì chúng ta chỉ cần có một cái lực nén đủ. No! Mà nén ở đâu? Nén ở cái hơi tác động vào chỗ này nó bén, nó rung lên, nó rung điện, nó tạo thành một cái độ, cái tần số nó, cái sóng âm á, khi bạn muốn sáng á, là sóng âm nó phải đó, nó đi nhanh nhàng tốc độ, bạn cần một cái độ nén, nén thật là chặt. Mà nén ở đâu? Nén ở hơi thở, vậy hay tập luyện hơi thở, nén ở đâu? Mà thường nếu mà nén tốt á, đừng có nén ở ngực nha. Thường thường các bạn hát rồi hát bị hơi bị lấy hơi ngực á, thì đó thì mình phải lấy hơi bụng. Lấy hơi bụng thì nó có hai cái cơ hoành nè. Khi bạn lấy hơi bụng sau vô, bạn đó, nén cơ hoành lại thì nó đẩy lên, nó tạo một cái lực nén tốt hơn, hiệu quả hơn. Đó là cách vận dụng cái hơi thở thôi, chứ không có gì chứ. Hơi bụng hả, tập bập 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 7 ngày là các bạn làm quen. 7 ngày là các bạn làm quen được cái hơi bụng thôi, chứ không có khó gì chứ. Dè ra, đúng không? Kiến thức này là kiến thức mà đã cả trăm năm về trước người ta nghiên cứu ra rồi, giờ mình áp dụng thôi thì dễ lắm, chứ không có gì đâu khó khăn sâu xa. Đúng không? Lấy hơi vô sâu xuống bụng rồi tập lực nén. Đó, vậy đó, tập cái lực nén xì vậy đó. Đó thôi, tuần lễ là có cảm giác rồi, quá quen với hơi bụng rồi, áp dụng hơi bụng vào trong mic voice thẳng luôn, kiếm live mic luôn. Ok, kiếm đi. Đó, tập đi rồi từ từ các bạn sẽ quen thôi, không khó gì đâu, dễ ợt. Ok, đăng ký video mình, xem video mình thường xuyên là tự động các bạn sẽ có một cái thói quen, có thói quen xem video ủng hộ mình. Rồi tự động là các bạn sẽ hát được thôi, không khó nha. Bạn Thế An Bùi, bạn có nhiều kiến thức quá à. Like chết là like mít tùm lum la bạn ơi, bạn ơi. Đó, tắt lại thôi. Người ta nói là khi mà con người trở nên cực kỳ thông minh là con người nó trở nên cực kỳ đơn giản. Họ càng thông minh họ sống càng đơn giản, giống như người Nhật kia đó. Mình không chê người Việt Nam nha, đúng không? Nhưng mà người Nhật thực sự họ quá thành công cho nó. Lối sống đơn giản, có quyển sách á, lối sống đơn giản của người Nhật. Họ sống càng đơn giản, học cũng không có học nhiều, học tùm lum hết trơn á. Học sống làm sao là đúng cái nghĩa với từ sống, đúng làm sao với từ lương thiện hết. Đừng học nhiều quá. Ok, thành công tại tâm. Ok các bạn ha. Rồi, vô luôn, tự nhiên nói thành công tại tâm, cái giọng nó xuống, giọng nhẹ nhàng. Tâm mình lương thiện lại, mình không gằn giọng nữa. Ok, 24 phút mấy rồi, thôi, hôm nay tới đây thôi. Rồi hẹn các bạn lại một cái video khác mình sẽ giải đáp tiếp ha. Các bạn nào có những cái câu hỏi, những cái khó khăn nào cứ nhắn tin, mình giải đáp hết. Cuộc sống mà rảnh corona làm gì đâu.
quảng cáo và ế show, dạy thanh nhạc giờ cũng ế, ai đi học giờ này học đúng không? Ai giờ giờ mà nó bạn 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 xin bạn đi học trực tiếp, tôi không dám nữa. Giờ học online thì ok. Đó thì tôi có mở những cái khóa học online nữa. Đang mở khóa online. Bạn nào muốn học online, muốn học thanh nhạc, muốn nghiên cứu, muốn hát live chat, live mid mid voice, hát voice, đăng ký vô tôi dạy cho. Mùa này tôi đang giảm giá rất là hay, rất là hiệu quả cho mọi người cùng nhau. Rảnh mà làm gì đâu, học hát đi cho nó vui. Mùa này học thêm kiến thức, rảnh có thời gian học thêm đi, để sau mùa này đi hát, đi trình diễn, rồi đi phát triển sự nghiệp đam mê của mình. Tháng 6, tháng 7 nghe đồn là tới tới mùa thi cao đẳng đại học nè các bạn ơi. Còn ai muốn học thanh nhạc mà luyện thi cấp tốc thì liên hệ mình luôn nha. Ok, quảng cáo tới đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye. Thank you.